Dạ, báo cáo sếp là em không muốn đi muộn đâu, nhưng mà cái khu em ở, cái đường vành đai nó bị tắc cục bộ thường xuyên ạ. Dạ, dạ vâng ạ, vâng, em sai thì em phải chịu thôi. Dạ. Giời ơi, lại bị trừ lương rồi. Ủa, chuẩn bị đi gặp một đối tác ấy. Nhưng mà bây giờ cái tâm trạng của mình như thế này thì làm sao mà đi nổi. À đúng rồi, kinh nghiệm của các cụ ấy là phải dồn khí xuống đan điện. Không được. Ôi, làm thế nào bây giờ? À. Alo, Lê à? Ừ, tôi bảo này, bà đến cứu tôi phát. Ôi giời, bà đến cho tôi một cái liều doping về tinh thần đi. Đây. Thôi rồi, nhanh thế. Tôi linh tính là kiểu gì ông cần đến tôi, để tôi xuất hiện ngay. Tôi bảo đấy. Tức là bây giờ tôi đang chuẩn bị đi gặp một cái đối tác rất lớn. Nhưng mà tôi không có tinh thần để đi gặp người ta. Ông đeo một cái mặt nạ khác vào. Mặt nạ mà Trung Thu hay đeo tôi cũng không, hay là chữ bất giới đấy á? Không phải, mà là giữ nguyên hệ điều hành, nhưng mình chỉ thay đổi giao diện thôi. Tức là cái thái độ trên khuôn mặt của tôi. Chuẩn luôn. À. Bây giờ nhá, tôi test luôn cho ông này. Ừ. Nào bây giờ nào. Buồn. Buồn từ lãy giờ. Vui. À đấy, ông hiểu chưa, ông hiểu chưa? Ông đi gặp sếp, ông đeo một cái mặt nạ. À. Về gặp vợ con một cái mặt nạ. Tức là cái khuôn mặt và thái độ của tôi là phải thay đổi nó đúng không gian, đúng thời gian. Đúng. Và đúng thời điểm. Đúng rồi, quan trọng là gì? Biết cách sử dụng mặt nạ đúng lúc. Tôi đi gặp đối tác luôn đi. Chúc may mắn nhá. Xem cái tình huống vừa rồi thì bản thân Huyền Trang thấy như mình ở trong đấy. Cụ thể là bản thân mình ấy lúc nào cũng thấy rằng là mình không chỉ duy trì một trạng thái mà đôi khi là mỗi lúc mình sẽ phải thay đổi cách ứng xử, thay đổi cái bộ mặt, cái biểu cảm của mình ở trong rất là nhiều những bối cảnh, những không gian khác nhau. Với một người mà đã sắm rất là nhiều vai diễn như Huyền Trang ấy thì sẽ rất hiểu cái việc là chúng ta sẽ phải thay đổi những cái trạng thái, mà đó là vai diễn thôi chứ ở ngoài đời đôi khi có những tình huống cũng khiến cho chúng ta cần phải thay đổi từ vai thiện sang vai ác chỉ trong một tích tắc. Mặt nạ đây tôi nghĩ là nó một cái độc đáo, một cái ưu ái. Đôi lúc thì mình cũng phải sử dụng cái mặt nạ, nhưng mà sử dụng một cách tích cực, kể cả trong gia đình. Thí dụ như là hai vợ chồng, vợ thì về đến nhà là 10 giờ là bật cải lương rồi, bắt tôi nghe nhiều quá tôi không thích. Nhưng mà trong cái không thích của tôi cũng phải vẫn phải tươi cười với vợ, để cho sáng hôm sau lại có một cốc nước nóng chẳng hạn, để có một cuộc sống hạnh phúc. Bên cạnh câu chuyện trí tuệ khi sử dụng kiến thức ở trong cách hành xử thì rõ ràng là ở trên thực tế vẫn còn tồn tại rất nhiều những cái mặt nạ có mục đích, từ cái hành vi ở nơi công sở cho đến những cái lừa dối vợ con ở gia đình. Rõ ràng là một ông chồng cặp bồ về nhà tự nhiên thấy thân ái hẳn, đúng không anh Quốc Anh? Và cái việc đấy thì chắc chắn là những cái mặt nạ đó là những cái mặt nạ không tích cực. Đâu đó Ngọc Hân lại nhớ đến những cái trường hợp mà có những người mình cảm giác gặp họ mang cái mặt nạ đấy nhiều quá đến mức là họ cũng không nhận ra rằng họ đang giả dối đó. Và thực ra là ở trong giới nghệ sĩ thì khá là nhiều người mang một cái bộ mặt đấy, kể cả lúc lên hình cho đến lúc mà rời bỏ sân khấu và đã cắt máy quay ấy. Như vậy là việc một người có thể mang nhiều chiếc mặt nạ khác nhau để thích nghi trong cuộc sống là điều hoàn toàn có thể. Nhưng mà phải làm sao để cho chúng ta chọn được những cái mặt nạ và đúng những cái thời điểm mà mình cần sử dụng để nó không tạo ra cái phản ứng ngược. Và bên cạnh đó thì chúng ta lại còn phải biết cả nhận diện những mặt nạ của người mà chúng ta đang đối diện để làm sao để chúng ta có những cái ứng xử một cách phù hợp. Cái câu chuyện là khoác một chiếc mặt nạ ở cấp độ nào, lên gương mặt của chúng ta, lên cơ thể của chúng ta, lên cái chức năng của chúng ta, nó đều nằm ở cái câu chuyện là chúng ta quyết định chúng ta muốn là ai trong mắt cái người đối diện. Nhưng mà như chị Hương nói đúng là chúng ta sẽ mong muốn thể hiện cái điều gì đấy với cái người đối diện, rồi về nhà với cả chồng thì vui vẻ này, hài hước này, nhưng mà thực ra là sẽ là lúc thật nhất, bởi vì người bạn đời mà mình luôn tâm niệm rằng với người bạn đời thì mình sẽ phải sống một bộ mặt thật nhất, thậm chí kể cả cái lớp make up này cũng nên bỏ ra luôn. Không, nói chung với người bạn đời của mình thì nhiều khi cũng cần thiết, cũng có phải một chút đeo mặt nạ chứ, để nó giữ lửa, giữ hạnh phúc gia đình. Mỗi con người chúng ta, dù trong cuộc sống hiện đại, dù ở công sở, ở xã hội hay là một cái gia đình nhỏ bé, một tổ ấm của mình, vẫn phải nên dùng mặt nạ. Và cái mặt nạ làm sao mình sử dụng nó mang tính nhân văn, mang tính tích cực. Và cái mặt nạ ấy mà nó làm mà không đúng cái suy nghĩ của mình, nó
làm lệch lạc thì chắc chắn là tự xã hội hiện đại văn minh này nó sẽ tự đào thải cái dạng như vậy. Anh Quốc Anh ở công sở và anh Quốc Anh là một người chồng, không thể nào là hai người giống nhau được không ạ? Nó là phù hợp phân luồng để cho nó hài hòa với lại cái chức phận ở cái nơi mà mình sống thôi. Bởi vì khi chúng ta đã định dạng được cái giá trị của bản thân chúng ta trong các mối quan hệ, cũng như chúng ta lựa chọn cái mong muốn của bản thân mình với cái mối quan hệ đó như thế nào, thì chúng ta sẽ chọn được cái cách cư xử phù hợp nhất để có thể làm cho cuộc sống của chúng ta và những người thân xung quanh trở nên tốt đẹp hơn. Thưa quý vị, đôi khi là việc đeo một chiếc mặt nạ không hoàn toàn nó mang ý nghĩa tiêu cực, ví dụ như là cái sự không chân thành hay là giả dối. Mà đôi khi đeo một chiếc mặt nạ ở đây, đấy chính là việc mà giúp chúng ta có thể bày tỏ trạng thái những cảm xúc mang tính thời điểm, tức thời. Hiểu theo một cái nghĩa tích cực là nếu như chúng ta biết cách ứng xử khéo léo hơn, tinh tế hơn mà vẫn bắt nguồn từ sự chân thành thì cái mặt nạ trên gương mặt mình nó không phải là chiếc mặt nạ xấu, phải không quý vị? Còn trong cuộc sống của chúng ta thì vẫn còn một cái thế giới nữa là thế giới ảo, nơi mà chúng ta vẫn thường hay hỏi nhau rằng là không biết người đó ở trên mạng là thật hay giả, nói điều đấy có đúng hay không. Vâng, để tiếp tục chủ đề với những chiếc mặt nạ thì ngày mai chúng tôi sẽ gặp lại quý vị với những câu chuyện về con người trên mạng, con người ngoài đời. Và ngày hôm nay, Vũ Trang và Huyền Trang xin gửi lời chào đến quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào!